Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. Nếu có thói quen hâm đồ ăn nhiều lần thì bạn nên bỏ ngay, kẻo rước họa vào thân đấy. Không giúp món ăn trở nên an toàn hơn, việc hâm đi hâm lại nhiều lần còn biến thực phẩm thành chất độc vô cùng nguy hại cho cơ thể. Theo các nghiên cứu vừa được công bố, thực phẩm khi nấu lên vốn đã bị biến đổi thành phần hóa học. Vì thế, khi hâm đi hâm lại nhiều lần, chúng lại tiếp tục biến đổi và phát sinh ra các chất cực kỳ độc hại mà khoa học cũng phải bó tay. Hãy cùng Khỏe Đẹp Online tìm hiểu 5 món ăn mà hâm đi hâm lại lần thứ 2 thì nên bỏ ngay, kẻo rước đại họa vào thân. Thứ nhất, thịt gà. Đây là một trong những nguyên liệu thực phẩm khá phổ biến tại Việt Nam, nên việc mắc sai lầm khi chế biến chúng là điều dễ hiểu. Theo Bolsky, khi được hâm nóng lên, protein trong thịt gà sẽ biến đổi dẫn đến các rắc rối về tiêu hóa cho người dùng. Đặc biệt, bạn nên hạn chế hâm hoặc giã đông thịt gà bằng lò vi sóng vì dễ gây ra các hiện tượng ngộ độc khác. Thứ hai, trứng. Thông thường các món trứng sốt cà chua, trứng rán, trứng cuộn sẽ được hâm lại trước bữa ăn. Điều này là một sai lầm của các bà nội trợ, vì theo nghiên cứu, các protein trong trứng sẽ bị phá hủy ngay lập tức nếu bạn đun nóng ở lần thứ hai. Các chuyên gia cảnh cáo, những thành phần dinh dưỡng trong trứng không những bị mất đi mà còn biến đổi, tạo ra các độc tố nguy hiểm có thể gây rối loạn tiêu hóa và ngộ độc thực phẩm. Thứ ba, nấm là loại thực phẩm rất dễ gây dị ứng cũng như nhạy cảm với từng đối tượng sử dụng. Nấm sẽ vô cùng độc hại nếu bạn hâm đi hâm lại chúng nhiều lần. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, khi bị đun nóng, các thành phần dinh dưỡng trong nấm sẽ bị bay hơi đi hết. Không những thế, protein cùng hàm lượng dinh dưỡng còn lại trong nấm sẽ bị biến đổi, gây tổn hại cho tim mạch và dạ dày của bạn. Thứ tư, cơm. Đây đích thị là loại thực phẩm dễ bị nhiễm khuẩn nhất, vì cơm sau khi đã nấu chín, chỉ cần để ở môi trường bên ngoài là cảm nhận thấy mùi hôi và các biểu hiện như nhớt, nổi nấm mốc xanh đỏ. Chính vì thế, việc dùng cơm nguội hâm đi hâm lại nhiều lần cũng dẫn đến các tác hại ghê gớm, vì cơm rất dễ phát sinh ra các độc tố sau khi nấu. Hạt cơm nguội khi hâm đi hâm lại nhiều lần biến đổi thành bao tử gạo. Các bao tử này là môi trường nuôi sống vi khuẩn có hại cho dạ dày và kéo theo các bệnh lý độc hại khác. Thứ năm, củ dền. Màu đỏ trong củ dền chính là các chất sắt đặc trưng mà chúng mang trong mình. Vì thế, khi hâm đi hâm lại nhiều lần, các chất này cùng với magie, canxi sẽ biến đổi và biến thành một phần của nitrat cao, có thể làm sản sinh ra các tế bào ung thư trong cơ thể. Chúc các bạn và gia đình luôn khỏe mạnh. 6 loại rau tuyệt đối không bao giờ nên luộc, bà nội trợ phải nhớ kỹ nếu không muốn tự tay hại sức khỏe cả nhà. Những loại rau chứa nhiều vitamin tan trong nước tuyệt đối không nên luộc sôi. Thông thường rất nhiều chị em Việt có thói quen hay luộc rau chấm kèm nước mắm cho bữa ăn gia đình. Tuy nhiên họ chưa biết và phân biệt được đâu là loại rau nên luộc, đâu là loại rau không nên luộc. Chia sẻ với tạp chí Sharp Anh, chuyên gia dinh dưỡng Tracy Lest cho biết một nửa dinh dưỡng của rau sẽ bị mất khi chúng ta luộc. Dưới đây là 6 loại rau không bao giờ nên luộc bạn cần cân nhắc nhé. 1. Bắp cải, loại rau không bao giờ nên luộc. Trong bắp cải có chứa lượng vitamin cao hơn nhiều so với các loại rau củ khác như cà rốt, khoai tây, hành tây. Theo nghiên cứu, hàm lượng vitamin A, vitamin P trong bắp cải kết hợp với nhau làm thành mạch máu bền vững hơn. Ngoài ra, nó còn chứa một số chất chống ung thư như sulforaphanol, phenethyl và iodobarbocarbonate. Nếu luộc rau bắp cải, hàm lượng vitamin, các chất dinh dưỡng sẽ không còn lại trên rau. 2. Cải bó xôi, rau chân vịt, loại rau không bao giờ nên luộc. Cải bó xôi vô cùng giàu sắt cùng vitamin C. Sắt có tác dụng làm nhân cho tế bào máu, còn vitamin C có tác dụng tăng cường hòa tan sắt trong dịch ruột, giúp sắt được hấp thụ ở hệ tiêu hóa. Nếu bạn không muốn vitamin trong bắp cải bó xôi bị mất thì đừng nên sử dụng phương pháp luộc nhé. 3. Cải xoăn, rau không bao giờ nên luộc. Cải xoăn là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thực vật. Loại rau xanh này nên được đưa vào chế độ ăn của gia đình. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế sử dụng phương pháp luộc đối với loại rau này nếu không muốn mất đi các chất dinh dưỡng có trong rau. 4. Bông cải xanh, súp lơ xanh, loại rau không bao giờ nên luộc. Bông cải xanh từ lâu được coi là siêu thực phẩm đối với sức khỏe của con người. Bông cải xanh có giá trị dinh dưỡng rất lớn. Nó là nguồn thực phẩm rất giàu sắt, protein, canxi, cron.
carbon hydrate, vitamin A và vitamin C. Nếu như có thói quen luộc loại rau này thì bạn nên bỏ ngay vì nó sẽ làm mất đi hàm lượng vitamin có trong rau. Thay vào đó, bạn có thể áp dụng một số cách chế biến khác như xào, nướng, hấp. 5. Các loại đậu quả, loại rau không bao giờ nên luộc. Tương tự như cải bắp, bông cải xanh, rau xoắn, các loại quả đậu cũng chứa rất nhiều vitamin dưỡng chất cần thiết có sẵn. Nếu như bạn dùng phương pháp luộc cũng chính là tự đánh mất đi lượng chất cần thiết có trong các loại đậu quả này. 6. Đậu Hà Lan, loại rau không bao giờ nên luộc. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra calmetron, một loại dinh dưỡng thực vật trong đậu Hà Lan có tác dụng chống lại bệnh ung thư. Ăn đậu Hà Lan hàng ngày có thể làm giảm đáng kể khả năng bị ung thư dạ dày. Nhiều chị em có thói quen luộc đậu Hà Lan trước khi chế biến món ăn. Thói quen này tưởng như bình thường nhưng lại tự tay đánh mất những dưỡng chất vốn có trong hạt đậu. Khuyến nghị người nội trợ có thể thay thế phương pháp luộc bằng hấp hoặc nướng. Hoặc nếu luộc thì bạn nên sử dụng ít nước thôi. Tận dụng nước luộc để ăn hầm hoặc súp như thế sẽ đỡ lãng phí các vitamin có trong rau. Nguyên tắc chung là rút thật ngắn thời gian nấu, giảm lượng nước dùng để nấu. Hãy tìm hiểu kỹ và sử dụng phương pháp nấu hợp lý để không làm mất đi những dưỡng chất có trong rau nhé. Nhanh tay chia sẻ cho người thân, bạn bè về 6 loại rau không bao giờ nên luộc để mọi người cùng biết nào. 8 loại trái cây không nên ăn vào buổi tối để tránh hại sức khỏe. Trái cây có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe, nhưng trước khi ăn, bạn cũng nên để ý đến thời gian. Sau bữa cơm tối, không phải loại trái cây nào cũng thích hợp làm món tráng miệng đâu. Một, sầu riêng. Hàm lượng protein và chất béo trong sầu riêng không cao, nhưng lại có tới 2/3 là đường. Đối với những người bị đường trong máu cao, huyết áp cao hay huyết áp thấp, tim mạch không tốt, loét đường ruột, khi ăn sầu riêng vào buổi tối nên cẩn thận. Nếu thèm thì có thể giảm bớt số lượng cơm sau đó mới ăn sầu riêng, tránh việc hấp thụ năng lượng quá mức khiến cho bệnh tình trở nên nặng hơn. 2. Quả cherry, anh đào. Cherry giàu đường, nhiều protein, vitamin và canxi, phosphor, kali, đứng top đầu trong danh sách các loại hoa quả giàu sắt. Cherry là loại quả tốt nhất giúp bổ sung sắt, bổ não. Tuy nhiên, người bị tiểu đường không nên ăn quá nhiều, đặc biệt là vào buổi tối. 3. Nho Mỹ. Trong vỏ quả nho và hạt nho có chứa chất chống oxy hóa, có tác dụng phòng chống các bệnh về tim mạch, thần kinh, huyết quản. Hàm lượng đường trong nho khá cao, năng lượng của 10 quả nho tương đương với năng lượng của 200g cơm trắng. Người tiểu đường nên hạn chế dùng làm món tráng miệng trong bữa tối. 4. Quả na. Trong mỗi 100g na chứa 15,3% đến 18,3% đường, 265mg vitamin C. Do na tương đối ngọt, lượng đường tương đối cao, người bị bệnh tiểu đường nên chú ý cẩn trọng khi ăn, đặc biệt hạn chế vào ban đêm. 5. Quả bơ. Do dầu mỡ thực vật nên bơ còn có tên gọi là dầu sữa rừng. Đây là loại quả có công dụng tốt, ít đường. Xét về việc bảo vệ sức khỏe, quả bơ có tác dụng khỏe dạ dày, thanh lọc ruột, làm giảm lượng cholesterol và mỡ trong máu, bảo vệ hệ thống tim mạch, huyết quản và gan. Quả bơ thích hợp dành cho trẻ em và người già. Tuy nhiên, mỗi ngày chỉ nên ăn một quả. Do lượng mỡ thực vật có chứa trong bơ rất cao, buổi tối không nên ăn. 6. Quả xoài. Xoài là một loại vùng nhiệt đới với chỉ số đường cao. Người mắc bệnh tiểu đường không nên ăn nhiều về đêm. Xoài cũng thuộc loại thực phẩm gây dị ứng. Người có thể chất quá mẫn cảm thì chỉ tiếp xúc với vỏ cũng có khả năng dị ứng. 7. Quả thanh long. Thanh long giàu hàm lượng các vi nguyên tố như vitamin B1, B2, B3 và vitamin C. Anthocyanin chứa canxi, phosphor, sắt, hiệu quả phòng chống táo bón. Đây cũng là một loại trái cây giảm béo hiệu quả. Tuy nhiên, đây cũng là trái cây dầu đường nên hạn chế ăn trong một bữa hay vào bữa tối. Người bị tiểu đường có triệu chứng rối loạn đường ruột, người hay bị tiêu chảy cũng nên ăn ít loại quả này. 8. Quả măng cụt. Măng cụt giàu axit citric hydroxy, ức chế tổng hợp lipid, ức chế sự thèm ăn và nhờ đó giúp giảm cân. Tuy nhiên, ăn nhiều vào ban đêm có thể khiến giấc ngủ bị chập chờn. Hơn nữa, chất saponin trong măng cụt có thể phát huy tác dụng và gây ngộ độc. Nếu muốn, bạn chỉ nên ăn 4 đến 5 quả vào. Xin trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.